Now, ready now? Choo-choo. Did we got money? Đúng rồi. Là bọn này, à, con này là đốm vàng trắng này. Mẹ đâu rồi? Mẹ bị đánh mông như sao chưa? Giờ ba cái này thấy nhiều con lắm mà. Cái gì bắn? Toàn con đực chị lắm. Chị ơi, bạn em con chó nhà em chị bắn được à? Ai cũng bắn được. À đấy ạ. Tự cắn lưỡi. Không, nó bị con chó bị mun nhưng nó cắn. Con thấy được mấy ký? Nó là con bé. Con tóc bé nhỉ? Con biết con thì mình thích giật thuốc. Một gói này đừng 5 cân nhé. 5 gói, 1 gói của tao là 5 cân. 5 đến 10 cân cơ mà. Gói khe này. Có thể ít lâu nhỉ? Ừ. Này, không được cặp đi nữa nhé.